chuyện kinh dị, mảnh đất đáng sợ. Nguồn diễn đàn VOZ. Tác giả Shin Kenger. Giọng đọc Tả Từ, Bí ẩn Radio. Xin chào các bạn. Tôi có một câu chuyện thế này. Bố mẹ tôi mua mảnh đất như sau. Ông chủ mảnh đất ấy là một bác sĩ rất có tiếng tăm ở một viện quân y. Ông ấy hành nghề nấu cao, cao hổ cốt xịn luôn 100%. Tổng diện tích miếng đất ấy là 280m2. Đã xây nhà 100m2 5 tầng rồi. Gia đình ông bác sĩ ở 3 tầng dưới và toàn bộ tầng 4 là nhà kho, tầng 5 là lò nấu cao, chung quanh là vườn. Con trai ông ấy cũng là một bác sĩ rất giỏi ở bệnh viện. Về sau ham mê cá độ, dính vào nghiện ngập nên ông này phải bán đất đi để trả nợ cho con. Nợ những hơn 50 tỷ các bạn ạ. Ông ấy cắt đất bán, cắt mảnh đất ra làm thành hai phần rồi bán. Các bạn có thể hình dung như sau, là một mảnh vuông vắn chỉ là đất không thôi, rộng 130m2, và một mảnh lệch thước thợ có nhà 100m2 trên ấy, nhà nấu cao ấy, và khu vườn khoảng 50m2. Lúc đầu ông ấy bán mảnh đất không là 9 tỷ 3, còn mảnh có nhà kia là 12 tỷ. Bố mẹ tôi lúc ấy cũng có khoảng 15 tỷ nên quyết định mua mảnh 12 tỷ. Nhưng sau đó, vì một lý do mà tôi sẽ nói sau, mà bố mẹ tôi lại mua cái mảnh 9 tỷ 3 kia và xây một cái xưởng cấp 4 cho thuê với giá 10 triệu đồng một tháng. Cho rất nhiều người thuê, nhưng họ chỉ thuê được 2 đến 3 tháng là bỏ đi, phá hợp đồng và chấp nhận đền tiền cho bố mẹ tôi. Cá biệt, còn có người thuê làm kho chứa ga, chỉ thuê được 1 tháng, xong thì chạy lẹ. Nhà tôi hiện có một cái ở đường láng, đang có nhu cầu xây, nên bố mẹ tôi quyết định cải tạo mảnh đất có nhà xưởng thành nhà cấp 4 ở tạm trong lúc xây nhà đường láng. Cũng trong thời gian xây này, độ tháng 9 tháng 10 năm ngoái, có một cô rất giàu mua nốt mảnh 12 tỷ kia và dọn về ở. Còn vợ chồng ông bác sĩ cùng với thằng con thì sang một mảnh đất của ông anh trai cách đó khoảng 150m cất nhà ở tạm, vì ông này bây giờ trắng tay rồi. Tiếp theo là những sự việc quái gở xảy ra. Nhà tôi nuôi một con mèo, một con chó. Con chó nhà tôi hồi ở đường láng nó còn bé, sau thì đem nhờ bà nội nuôi hộ, là giống chó béc xê. Rồi khi xong nhà cấp 4 thì đem về đấy, có cụi riêng cho nó. Ngày 27 Tết, cả nhà tôi dọn 100% về nhà cấp 4 đấy ở. Sự việc đầu tiên là cái giường của tôi, giường gỗ lim, vừa kê một cách vững chãi vào trong phòng tôi. Tôi vừa bước vào phòng thì con chó sủa gần lên từng tiếng giận dữ, và cái giường thì sập dầm một cái. Chú tôi kê cho tôi rất chắc chắn, không thể sập được. Trước đấy, thằng em tôi nó còn leo lên nhún nhảy còn không sập. Giường 6 chân rất chắc. Cái giường bị sập, con chó mích thì sủa ầm ĩ, làm cả nhà nhốn nháo hết cả lên. Lúc ấy là khoảng 8 giờ tối. Mọi người cũng không để ý lắm, chỉ mau mau đóng lại rồi nghỉ ngơi ăn cơm. Đóng lại cái giường xong, tôi cùng với bố tôi sang thăm hàng xóm trong lúc đợi cơm. Đến nhà ông bác sĩ thì không sao, còn bấm chuông nhà cái cô nhà giàu kia, mới chuyển về độ tháng 10 thôi, thì cô ấy mới thò mặt ra. Thấy bố tôi và tôi thì vội vàng đóng cửa không ra tiếp. Con chó với con mèo nhà tôi thì kêu loạn lên một lần nữa. Về sau cứ cửa nhà ấy mà mở là chó mèo nhà tôi lại kêu lên. Nhà tôi cách nhà ấy một mảnh vườn độ 50m2. Đêm hôm đầu tiên lại nhà nên tôi ngủ chập chờn. Đúng lúc điện thoại tôi sáng lên báo 12 giờ đúng thì con mích lại sủa và chu lên những tiếng rất ghê rợn. Tôi nghĩ là an ninh ở đây không tốt lắm nên thủ một khúc gỗ mở cửa ra xem. Bên ngoài tối om, con mích sủa rất to về phía cái cửa nhà. Còn con mèo thì có vẻ như sợ quẩn vào chân tôi. Soi đèn không thấy gì nên tôi lại vào ngủ tiếp. Đêm hôm ấy, trần nhà thạch cao có tiếng lục cục. Bố tôi bảo là nhiều chuột, nhưng mà tôi nghe thì không thấy tiếng chuột chạy. Con mèo thì lên bàn học tôi nằm như bình thường. Sáng ngày hôm sau,
Đúng 6 giờ tôi dậy, tôi thả con mic ra cho nó chạy thì nó sộc thẳng vào phòng tôi, sủa âm ĩ cả lên. Con mèo cũng gừ gừ. Bình thường thì nó với con mic chơi thân nhau lắm. Tôi xua nó ra ngoài thì nó chạy sang cửa nhà cái bà cô giàu kia, cao cửa và sủa inh ỏi cả lên. Tôi vội vàng kéo nó nhốt vào củi. Đến 9 giờ sáng, có một đám người và công an đến đỗ xe trước cửa nhà cô nhà giàu kia. Hôm ấy là 28 Tết rồi, một ngày nữa là 29 Tết Quý Tỵ. Họ đọc lệnh niêm phong nhà của ngân hàng, cả nhà cô ấy khóc toáng cả lên. Nghe bố tôi bảo, mới biết là cô ấy bị vỡ nợ. Vợ chồng cô ấy với đứa bé con sang nhà tôi ngồi nhờ một lúc rồi thuê taxi đi. Từ đấy đến nay thì không thấy quay lại nữa. Nhà cửa đồ đạc niêm phong 100%. Tính đến cô ấy là có hai người đã phải gán nợ nhà đấy rồi, là nhà ông bác sĩ và chính cái nhà cô đấy. Bắt đầu từ lúc ấy, con mic nhà tôi nếu được thả thì cứ sang cửa nhà ấy mà sủa lên inh ỏi. Và đêm nào cũng như thế, cứ 12 giờ đêm là nó sủa. Nó sủa theo kiểu như có người làng vàng ấy. Tiếng chân chuột trên nóc nhà cũng không còn do con mèo đi tuần trên nóc nhiều. Đêm mùng 1 Tết, cả nhà tôi về khuya đi ngủ. Thả con mic ra thì nó rên ư ử rồi sủa kiểu rất sợ sệt. Con mèo thì mất hút đi đâu, chiều hôm sau mới thấy về. Tôi cũng lạnh gáy nên thả con mic cho nó đi lại trong sân. Thì nó nằm yên dưới gầm ô tô rồi rên ư ử. Tết năm nay mưa rất lạnh và bầu không khí thì kinh khủng, lạnh lẽo và gió thì rít lên. Căn nhà bên kia trông rất thê thảm, mấy miếng niêm phong bay phần phật trong gió. Đến lúc này tôi bắt đầu hơi sợ sợ, đúng cái kiểu creepy pasta rồi. Hôm nay đã là gần rằm, nhưng từ hôm ấy đến giờ cứ đúng 12 giờ là có mic nhà tôi nó sủa. Con mèo thì gừ gừ, nghe dần dần. Các bạn cho tôi một chút nhận xét với kinh nghiệm đối phó nhé. Tôi xin được cập nhật tình hình tiếp theo. Hôm nay tôi về lúc 7 giờ tối, có thả con mic ra thì nó không cào cửa nhà cô ấy nữa. Nhưng lần này nó chạy vào mảnh đất hoang bên cạnh nhà đối diện nhà tôi rồi sủa lên inh ỏi. Bố tôi kể chuyện với bác tôi là hôm mùng 2 Tết hồi năm 2011, có đi xem nhà của ông bác sĩ, thấy trên kho tầng 4 có một bộ xương người. Một bộ xương người hoàn toàn nghiêm chỉnh, nó có màu đất, đang được bày ra cái bàn giữa kho. Bà vợ ông này thật thà, thấy khách muốn xem nhà thì mở cửa kho cho khách xem. Bố tôi trông thấy thì sợ quá, không dám mua căn nhà 5 tầng nữa. Bà chủ nhà mở ra xong thì ông bác sĩ về. Thế vậy vội lên đóng cửa nhà kho tầng 4 vào. Trong kho còn hoàn chỉnh một bộ xương hổ và khoảng 3-4 bộ xương khỉ dây nữa. Bố tôi sợ nên không dám mua, chỉ dám mua cái mảnh 9 tỷ 3 bên cạnh thôi. Sau khi biết chuyện này tôi cũng giận quá rồi. Hiện tại đang viết bài trong cảnh con mic sủa ầm ĩ và con mèo đã biến mất khỏi bàn làm việc của tôi. Bác Tiện là chủ khu đất ấy, chính là cái ông bác sĩ làm ở viện quân y mà tôi đã nói ở phần đầu. Hôm ấy là mùng 4 Tết Quý Tỵ, khoảng 9 giờ 30 tối. Nhà tôi đi chúc Tết về thì có sang hàng xóm chào hỏi. Và tất nhiên bố tôi cũng không quên người đã bán rẻ khu đất ấy cho nhà mình. Cả nhà tôi đều qua nhà bác Thiện. Bác Thiện là một bác sĩ rất cao tay và tâm huyết, trông bác rất trí thức và điềm đạm dễ mến. Đặc biệt bác có một chất giọng kể chuyện vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Trước cửa khu đất nhà bác Thiện đang ở nhờ, bác quên một cái lán bằng tre nữa. Vách tre trên nóc phủ thêm bạt xi măng cho đỡ mưa, để làm chỗ nấu cao và sao thuốc. Hôm ấy cả nhà tôi với bác Thiện và cô con dâu là vợ của anh cá độ ấy ra đấy mà ngồi đun nước nấu chè nhâm nhi. Nói chuyện được khoảng 30 phút thì bố mẹ tôi lấy cớ đi về, còn tôi vẫn ở lại nói chuyện với bác. Chậm chậm châm lửa điếu thuốc bằng que đóm, bác chậm rãi kể.
Cái khu đất này ấy, bác được phân từ ngày mới về viện. Chỗ này hồi ấy hoang sơ lắm, chưa có ai, cũng chưa có khu chung cư bên cạnh đâu. Hồi ấy đồng không mông quạnh. Bác cùng với bác gái, với cả anh Linh sống ở đây có mỗi một nhà thôi. Mãi về sau đô thị thay đổi, khu này mới đông dần lên. Nhấp một ngụm chè, bác kể tiếp, giọng trầm hẳn xuống. Từ khi bác tốt nghiệp bên Liên Xô về, rồi sang Tàu học Đông y, bác đã nấu biết bao nhiêu cao hổ rồi. Cao hổ xịn có giá lắm. Bác phải lên cả dân tộc xin ở nhà họ cho con ma nó nhận mặt, để học lén cái cách nấu cao hổ, rồi trốn về xuôi mới thành nghề được. Cao hổ mật cấu bác thì bán không có đắt hàng như vàng, nhưng mà cũng có người mua. Bác nấu mỗi năm độ vài chục bộ. Nào hổ nuôi này, hổ chết bách thú, hổ rừng, cái gì cũng có. Có lần ấy, bác cùng với anh Linh còn mang một bộ hổ cốt chúa từ Lào về Việt Nam nấu cao. Cốt hổ chúa thì mùi tanh phát lợm cả giọng, phải bọc vào mấy lần vải mới mang lên ô tô để trở về Hà Nội được. Mà nhá, nấu cao hổ ấy, rồi cao ngựa bạch, cao sơn dương, cao nào bác cũng nấu. Hình như chúng nó giận bác, chúng nó mới làm nhà bác ra nông nỗi này. Từ khóe mắt của bác Thiện, một giọt nước mắt chảy ra. Tôi cũng chỉ biết an ủi vài câu. Bác lại kể tiếp. Anh Linh nhà bác ấy cũng không tiếc tiền cho đi học. Học ngoại ngữ ở Đức xong, về đây thì bác xin cho vào viện. Chúng nó làm hư nó. Cá độ còn nhẹ con ạ. Đây nó còn dính vào nghiện ngập nữa. Bác sĩ mà như thế, biết mà không tránh, bác đau lòng lắm. Kể ra mất chục tỷ thì có là cái gì đâu. Mất đi cái đứa con nó mới là. Cũng may là chị Dương không bỏ nhà bác. Bác thương nhất là mẹ con cái Dương, vì cái thằng khốn nạn kia mà chúng nó khổ. Nói đến đây, bác không kìm được nước mắt nữa, bác bật khóc. Khi chị Dương vẫn đang dụ đứa cháu nội mới hơn một tuổi lũn cũn chạy chơi quanh sân. Tôi lặng lặng không nói gì. Một lúc sau nhấp ngụm chè, đột nhiên bác nói. Con à, bố con mua khu đất bên cạnh ấy, bác mừng cho bố con đấy. Bác đầu tiên định bán cho bố mày cái nhà kia cơ, nhưng mà không có nỡ. Bác đã bị như thế rồi, bác không muốn ai cũng như bác đâu. Con ơi, tan cửa nát nhà đi chơi. Thế rồi bác kể về những kỷ niệm đẹp trong đời bác, về việc xây nhà xây cửa, về nấu cao, về anh Linh con bác. Bác không nhắc gì đến khu đất nữa, nhưng tôi biết có chuyện gì đấy đã từng xảy ra. Tôi xin được viết tiếp về những sự việc xảy ra tiếp theo, là khoảng thời gian sau Tết năm ấy. Sau Tết thì mọi thứ đều trở về bình thường. Hai cụ nhà tôi và tôi thì đi làm, thằng cu em học cấp 2, còn vợ tôi thì tôi phải gửi về nhà ngoại. Cuộc sống dần ổn định hơn, ngoại trừ ngôi nhà bên cạnh vẫn mang một vẻ u ám đến đáng sợ, trùm bóng lên cái ngôi nhà cấp 4 tạm bợ của nhà tôi. Còn bên nhà tôi thì có lẽ cũng đã quen dần, không còn cào cửa và sủa nhặng lên nữa, nhưng đã thành lệ, cứ hơn 12 giờ đêm một chút là nó sủa, sủa rất to và nhiều nữa, thành từng tràng dài. Còn con mèo nhà tôi thì tuyệt đối từ lúc chuyển về cho đến lúc bị mất, nó chui trong đống thùng lên nóc nhà không ra nữa. Đầu tiên tôi muốn kể đến đó là cánh cửa tầng 3 của ngôi nhà 4 tầng kia. Cánh cửa đó đã được khóa trong rồi, cửa chính tầng 1 dán giấy niêm phong. Lẽ tất nhiên là không ai có thể ra vào ngôi nhà đấy được. Vậy mà đến khoảng giữa tháng 3, có một chuyện mà cả khu đấy bàn tán xôn xao mất mấy hôm. Tất nhiên chỉ là bàn tán qua miệng các bà nội trợ, rộ lên như tầm ăn dỗi rồi lại chìm nghỉm đi. Nhưng đối với tôi, nó thực sự có vấn đề. Đó là cánh cửa dẫn ra ngoài ban công tầng 3, đột nhiên vào một ngày được mở ra. Không ai biết là mở thế nào. Với công an họ đã leo lên khóa từ bên trong và niêm phong cửa tầng 1 rồi, thì ai dám vào mở. Giấy niêm phong vẫn dán y nguyên như vậy. Vậy mà cánh cửa tầng 3 được mở một cách lạ lùng. Chuyện cũng chỉ có thế thôi.
Cho đến một ngày, tôi đi làm nghỉ trưa tại cơ quan nên cũng ít khi về trưa. Nhưng hôm ấy tôi quên tiệp tài liệu nên tranh thủ giờ trưa về nhà một chút. Tôi làm trên Phạm Văn Đồng, đi về cũng non 30 phút. Hôm ấy thì mới giữa tháng 3 mà nắng khá gắt. Tôi về đến đầu đường thì căn bản cái cửa nó đã mở như thế, tôi cũng chột dạ mà lướt lên tí. Đến đây thì tôi xin nói luôn là tí nữa tôi xòe xe, vì trong bóng tối lờ mờ đằng sau cái cửa là một cái bóng đen rất to và trông nặng nề vô cùng. Nó đen thẫm so với bóng tối lờ mờ của cánh cửa. Thực sự tôi rất hoảng và nghĩ là ăn trộm trèo lên chăng. Nhưng đúng một tích tắc sau, cái bóng biến mất, hoàn toàn biến mất, trả lại cái vẻ u ám cho khung cửa và những vạt nắng bên ngoài. Tôi dừng xe, dụi mắt mấy lần nhìn lại mà vẫn không thấy gì. Lúc bấy giờ tôi mới mở cửa nhà nhưng vẫn chột dạ lắm. Tranh thủ thả con bích ra thì nó lao ngay sang bên đấy, người cánh cửa và người người trước cú đất. Chỉ vậy thôi, nó lao đi chỗ khác ngay. Tôi cũng không quan tâm lắm. Đúng lúc ấy, bà cụ nhà bán cà phê nhà đất đối diện, tay cầm cái chổi quét lá bước từ nhà ra. Bà này đóng một vai trò rất quan trọng đấy. Thấy tôi, bà ấy hỏi tại sao tôi lại đứng bần thần như thế. Lúc ấy tôi mới sực nhớ ra, xe vẫn chưa tắt máy, tay vẫn còn cầm cái ổ khóa. Tôi vội bảo là không sao, thì bà cằn nhằn gì đấy về con chó nhà tôi, rồi cầm chổi khua loạn cả lên trước cửa căn nhà 4 tầng. Con Bích thấy bà như vậy thì mom men đến gần rất thân thiện. Tôi cũng thấy bất an một chút. Nhà cửa lạnh lẽo quá nên tôi bật cái đèn bàn thờ ngoài hành lang, rồi gọi con Bích về rồi khóa cửa. Tôi vội phóng lên cơ quan luôn mà quên không mang theo tập tài liệu và chào cả bà cụ nữa. Bà cụ lại lèm bèm gì đấy rồi đi vào trong nhà. Giới thiệu với các bạn, trước đường vào nhà tôi, ngay cạnh căn nhà 4 tầng ấy, là một cái nhà nghỉ khá khang trang và xây theo kiểu mini hotel. Ngày thường thì lắm Camry đỗ trước cửa lắm. Thằng Mạnh, năm nay 22 tuổi, là bảo vệ kiêm tiếp tân ca từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối của nhà nghỉ ấy. Thằng cu rất vui tính và uống rượu thì khá, lại hay gạ gẫm tôi báo đề kiểu 500.000 một triệu, nên tôi cũng thích nói chuyện cùng. Mấy ngày hôm sau sự kiện, tôi thấy bóng đen. Tầm chiều muộn, tôi mới chạy ra chợ kiếm mớ rau ăn cho mát. Lúc về thì tạp vào vì thấy cái thằng cu đang dắt xe ra. Thấy tôi, thằng Mạnh vồn vã: "Ơ, anh Dũng, anh đi chợ à? Này, hôm nay em đánh 3.000 con 29 đấy." "Ừ, làm mớ rau ăn cho mát ruột. Thế chú ghi thêm cho anh 1.000 nữa nhé." "Ok anh. Mà mai nhá, qua em làm lon bia đi. Vừa có thằng già giám đốc, nó boa cho em 5 xịch. "Chú sướng nhỉ, ngon hơn làm nhà nước bọn anh." "Ok luôn, thế mai cũng cuối tuần rồi. Mà hôm nay chú về sớm thế, mới có 6 giờ chứ mấy." "À không, em đi lấy khăn lạnh, gọi mãi mà nó không đến." "Ờ, thế chú đi đi, không bà chủ lại chửi cho." Thằng bé dắt xe ra, lén lén nhìn lên tầng 3 căn nhà một cái, rồi mới lên xe. Thấy vậy tôi mới trêu: "Này, mày nhìn thấy cái gì đấy à? Tính trèo lên làm một mẻ đấy à?" "Anh điên à? Bố ai mà dám, công an nó niêm phong cả rồi." "Thế mày nhìn cái gì đấy?" "Đâu? Này, em kể anh cái này nhá, anh đừng có trêu em đấy." "Cái gì? Nói xem nào, cứ úp mở." "Chiều hôm qua, cái thằng mà đi con Civic ý, nó lại đến. Nó bắt em đánh ra bãi xe giữ cho kín. Thế là em mang xe của nó ra chỗ bãi." "Nó lại bo cho mày à?" "Không, chuyện là lúc về cơ. Em vừa về đến đầu đường, kiểu quen thôi. Em mới nhìn lên cái cửa mở. Em thề là em thấy một cái gì đấy, nó đứng ở trong đấy." Tôi nghe xong rụng rời cả người. Tôi biết thằng Mạnh này không phải là loại ba hoa. Tôi mới hỏi lại: "Thế mày thấy cái gì trong đấy? Không lẽ là trộm?" "Không, nó to lắm. Như... như là ma anh ạ. Em thề." "Ôi, kiên định mệnh. Có phải là tầm hơn 12 giờ phải không?" "Sao anh biết?" "Tao cũng thấy rồi. Định mệnh, trước mắt một cái là nó biến mất đi luôn." "Vâng, đúng rồi. Mà em thề nhá, trộm không thể nhanh như thế được." "Khéo mai anh em mình lên công an xã trình bày thôi. Lỡ trộm nó vào thật thì lôi thôi đấy." "Hay quá, không anh lại bảo em điên.
Em kể với chị chủ nhà rồi mà, chị cứ cười em. Thì tao cũng thấy. Thôi có gì mai mình bàn. Mày cứ đi đi, không khéo tí nữa khách lại chửi. Vâng, nghĩ mà hãi anh ạ. Rồi thằng Mạnh cũng đi. Tôi đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ. Sau hôm đấy thì trời mưa to. Nói chung lại bình yên được vài ngày nữa. Lâu lâu cũng chỉ thấy bà cụ nhà bán cà phê nhà đất ấy mở cửa khu đất bên cạnh mà trồng dăm ba cây rau, vài ba cây linh tinh gì đấy, rồi cả mía mủng nữa. Khoảng giữa tháng 4, một ngày cuối tuần, thằng cu em tôi ở nhà một mình, hai cụ thì lên thị sát công trình trên đường láng. Tôi xách xe đưa vợ đi chơi. Đến tầm trưa thì nắng quá, hai vợ chồng về nhà ngoại ăn cơm. Đang ăn thì thằng cu em nó gọi tôi về đèo nó đi học thêm gấp. Cũng hơi bực mình một chút vì đang mệt, vì bụng sẽ lên phòng vợ làm một giấc, rồi chiều đưa vợ đi mua cái lò nướng luôn. Thôi thì tôi đành phải xách xe về đón thằng em vậy. Về đến nhà là tầm gần 1 giờ chiều. Vừa cất xe vào nhà thì dầm một cái. Chắc lại mấy lão xe tải rượu say phá phách đây. Tôi chả quan tâm lắm, cho đến khi bà cụ cà phê cào lên. Mạnh, mày làm sao đi hả con? Bạn rượu bạn bạc mà, có một tí quan tâm chứ. Tôi cùng với thằng cụ em lao vội ra, thì thấy thằng Mạnh không biết đi đứng thế nào, lao đầu vào một bác xe tải đang đánh xe ra. Lỗi của thằng Mạnh thật, con người của nó nắp bét ra. Nó nằm ở góc bó be bê bết, mặt trợn ngược cả lên, trên trán dỉ một dòng máu đỏ tươi. Tôi vội cùng với hai ông xe tải và bà cụ vực nó dậy vào chỗ bóng dâm. Nó thở những ngát bằng miệng. Một ông gào lên: đưa nó vào viện đi, nhanh lên. Ông xe tải kia vẫy ngay một ông thương binh ba gác ở gần đấy, rồi xốc nó lên. Bà chủ nhà nghỉ và bà con xung quanh chòm xóm cũng ra súng đông súng đỏ. Tôi đang định leo lên đi cùng thì bà cụ nhà cà phê đã kéo tay tôi lại. Mày lên làm cái gì? Để cái bà chủ nhà nghỉ bà đi cùng nó. Tôi cố gắng lấy một ít bông dịp vào vết máu cho nó. Theo lời bác tải thì nó lao vào đầu xe tải, rồi cắm đầu xuống cạnh vỉa hè toác cả đầu. Nó như chợt tỉnh ra, gọi tôi khẽ khẽ: Anh Dũng. Tôi cứ sát xuống xem nó nói cái gì. Miệng nó mấp máy mấy từ làm tôi rụng rời. Cái bóng nó lao vào em. Và đến đó nó lịm đi. Tôi đứng như trời trồng. Đến khi bà cụ hàng xóm vỗ vai tôi mới giật mình thì mọi người đã giải tán. Chỉ còn hai bác tài đang kiêng cái xe nắp bươm của nó về nhà nghỉ. Thằng Mạnh đã làm gì đấy, biết gì đấy, để cái bóng kỳ lạ kia làm hại nó. Một thời gian sau, một buổi trưa thứ bảy, tụ tập ở nhà tôi bao gồm tôi, thằng Mạnh và hai ông hàng xóm cách đấy, làm gần 3 cân thịt chó với một can rượu ngô. Khi đã ngà ngà say, thằng Mạnh nhắc lại câu chuyện về cái bóng. Hai ông hàng xóm đang chém gió ác liệt, nghe thấy thì chợt im lặng và trầm ngâm lạ thường. Tôi xin tạm gọi đó là ông Tiến và ông Thực. Ông Tiến là thợ thay bánh xe tải, ít nói và khá phong trần. Ông Thực thì nói nhiều hơn, ở nhà làm tôn thép bên cạnh. Ông Tiến mở lời trước: trưa hôm nọ ấy, anh đi đón thằng cu. Anh cũng thấy đấy, cũng trợn mắt thôi, nhưng mà anh chỉ nghĩ là mình bị quáng nắng. Ông Thực thì nói: cái chuyện này cái hôm cửa bật ra ấy, em nói thật, cái hôm cửa bật ra ấy, em cũng thấy anh Tiến ạ. Hôm ấy bọn em cãi nhau với mấy cái thằng xe tải, chúng nó làm rơi dây điện ra. Em đang đứng ở đầu ngõ, thấy tự dưng nó mở ra, rất khẽ khàng thôi. Lúc ấy khoảng 6-7 giờ tối, em thì lại cứ tưởng là gió, mà về sau nghĩ lại thì thấy lạ quá, nghĩ giận cả tóc cày. Tôi mới hỏi: em thì thực ra cũng ngay cái hôm cãi nhau đấy, hôm sau em nhớ là chả có thợ điện xã lên treo dây điện là gì. Thế hôm ấy thì anh có thấy gì lạ không? Ông Thực nói: anh cũng chỉ để ý là nó mở ra thôi. À, lúc ấy có cơn gió rùng hết cả người, trời lạnh lạnh mà anh lại toát mồ hôi nữa, mà chả biết cái nhà đấy thì bao giờ có người đến ở. Thằng Mạnh nói chen vào: em thấy cái nhà cô kia nó lạ lắm các bác ạ. Làm tiếp tân ở đây mà em có gặp bao giờ đâu. Chắc đi sớm về muộn. Mà nhà anh Dũng có con mèo ấy, thì cẩn thận trộm nó câu mất đấy.
bên nhà nghỉ mất hai con rồi. Tôi mới bảo, mất mẹ nó đi cũng được, kẹt lắm, bẩn thỉu. Mà tại sao ba anh em mình lại đều nhìn thấy cái bóng ấy vào buổi trưa nhỉ? Câu hỏi của tôi làm mọi người im bặt đi. Một lúc sau, ông Tiến mới chậm chậm lên tiếng. Mẹ anh bảo ấy, 12 giờ trưa là giờ ma nó ra đường. Khéo khi... Thực ra dân ở vùng ngoại thành họ tin ma mãnh truyền thuyết lắm. Thằng Mạnh thì chen vào. Như ma thật đấy anh nhở, trước mắt một cái nó lại biến mất. Rồi mấy anh em tôi bàn tán xôn xao, nhưng tất cả đều chung những đặc điểm về cái bóng như sau. Thứ nhất, nó khá cao, cao gần bằng khung cửa, tầm 1m8. Thứ hai, đen thẫm hơn so với xung quanh, nhìn nó thấy ngay lập tức. Thứ ba, là chỉ thấy nó trong chớp mắt thôi là nó biến mất. Thứ tư, có cảm giác nó dựa vào khung cửa đứng ngóng một cái gì đấy. Và thứ năm, lúc nhìn thấy đều có cơn gió làm ớn lạnh gáy, người tóc mồ hôi như tắm. Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe câu chuyện Khu đất đáng sợ của tác giả Shin Kenger ở trên diễn đàn VOZ qua giọng đọc Tả Từ trên kênh Bí ẩn Radio. Các bạn nhớ ủng hộ cho kênh Bí ẩn Radio bằng việc là like và subscribe cho kênh nhé. Mình rất trân trọng về điều ấy. Còn bây giờ, tiếp tục mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của câu chuyện này. Nếu các bạn còn nhớ, thì đầu tháng 4 năm ấy, có một cơn bão gây mưa rất lớn và gió khá là mạnh. Cơn mưa dội xuống khu nhà vô cùng ác liệt, cây cỏ rạp hết xuống. Nhà tôi quây quanh sân để ô tô là các lớp tôn. Gió to quá làm tôn rách một miếng rất to, bung ra quật theo gió nghe đoàng đoàng, rất đáng sợ. Tối ngày hôm ấy, tôi cùng với thằng cu em đội mưa về nhà, ướt như con chuột. Hai cụ thì chưa về, hai thằng tạt qua chợ mua đồ ăn rồi về nấu. Vừa nấu cơm vừa nghe tiếng mưa nó quất vào tôn rách, nghe đứt cả tai. Tôi vẫn đùa là chắc chạm biến áp này bị sột rồi. Mưa to quá, nước chảy vào, chập bố nó điện. Tôi mới chạy vào phòng, cầm đèn pin lên để soi quanh tìm nến. Thằng cô em xòe diêm châm nến. Lúc ấy là khoảng gần 7 giờ tối. Chẳng hiểu sao, không có gió mà nến cứ thắp lên lại lụi đi. Lụi đi chứ không phải là tắt nhé. Ánh sáng phát ra giờ chỉ còn lại một chiếc đèn pin và hai cái màn hình điện thoại. Bỗng miếng tôn quất theo gió nghe nhức cả tai. Thằng em tôi mới bảo, hay mình ra buộc lại hoặc là gỡ quách nó xuống anh ơi. Thế này tí nữa thì bố ai mà ngủ được. Đưa tao cái áo mưa, mày đội tạm cái nón kia đi. Quả thật, lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng leo lên hạ nó xuống là xong. Nhưng nếu giờ cho tiền tôi cũng không dám làm thế. Tôi mặc áo mưa vào, đèn pin bọc trong cái gói zipper cho đỡ ướt rồi cắp vào nách. Leo lên hàng rào thì mưa rất to và mạnh. Gió thổi làm cho tôi nhiều lúc cảm thấy mình sắp bay xuống rồi. Leo lên nhìn thì thấy chỉ cầm một đoạn dây thép là buộc nó lại được. Tôi mới bảo thằng em, mày vào kho cắt cho tao 50 phân dây thép ra đây để tao buộc lại. Chứ giờ hạ nó xuống mưa hắt vào ướt hết cả nhà. Thằng em tôi chạy vụt đi. Lúc ấy xung quanh tối đen, chỉ có tiếng gió và tiếng miếng tôn giật đùng đùng. Tôi cũng hại quá, miệng cứ tự hát mấy câu vô nghĩa cho đỡ hãi. Gần 30 tuổi rồi tôi vẫn còn sợ ma. Thằng giờ hơi kia lâu quá, tôi liền quay lại lấy tay với miếng tôn để tí nữa chỉ việc buộc thôi. Nhưng mà giờ nghĩ lại tôi vẫn còn kinh. Khi quay lại nhìn qua vết rách tôn, cái đầu tiên tôi thấy là cái lan can tầng 3 của tòa nhà. Và quan trọng nhất là cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Trên lan can tầng 3, ngoài cái bóng đen to ra, là một ngọn lửa heo hắt như một ngọn nến. Ngọn lửa lơ lửng trên không, không tắt cũng không lụi, nó quỷ mị vô cùng. Tôi nhìn như bị thôi miên. Cái bóng càng lúc càng to hơn, nhưng ngọn lửa thì cứ nhảy múa rất ma quái. Cái bóng dần dần trùm lên hành lang và khung cửa. Toàn bộ khung cửa dần bị nó che khuất, không hề nhìn thấy gì nữa, hoàn toàn mờ ảo. Ngọn lửa kia thì tôi có cảm giác như nó nương theo mưa gió để nhảy múa, vô cùng đáng sợ. Tôi bất động và chết giấc, mắt dán chặt vào hành lang tầng 3 ngôi nhà ấy,
mặc kệ mưa gió đã làm chật cái mũ áo mưa qua một bên. Và mưa đang xối vào lạnh toát người. Đột nhiên thằng em tôi gọi: "Anh Dũng, anh làm cái gì đấy?" Nghe nó gọi, tôi giật mình quay lại, thấy tay nó đang cầm đoạn dây thép. Nhìn lại thì khung cửa lại trở về như cũ, ngọn lửa cũng như cái bóng đã biến mất. Tôi vội nhảy phốc xuống, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà. Thằng em thấy thế thì cũng chạy theo. Mưa ướt sũng cả hai thằng. Vào trong nhà tôi mới hoàn hồn, vừa bật bếp ga lên để có ánh sáng và sưởi ấm. Suốt cả ngày con bích cứ nằm sát xuống củi nhốt và rên ư ử. Chòm xóm xôn xao bất thường vì vụ tai nạn của thằng Mạnh, nó quá kỳ lạ. Mấy bác xe tải đem nó ra làm đề tài bàn luận cho những bữa nhậu ngay tối hôm ấy. Vụ việc càng nghiêm trọng hơn khi cô chủ nhà nghỉ đem về thông tin. Thằng Mạnh nó hôn mê, bố nó cũng đã vào với con rồi, xem ra bị nứt xương sọ. Mất bạn nhậu bạn bạc tôi cũng tiếc lắm. Trưa hôm sau là chủ nhật, cũng là nhà tôi có vài ông bạn của bố tôi đi ăn cơm, nên tôi cũng tạt qua chợ một tí. Về sau nghĩ thế nào lại qua hàng thịt chó ở đầu đường làm mấy trăm về ăn, coi như giải đen. Đang tung tẩy xách túi thịt chó về, tôi thấy bà cụ hàng xóm từ khu vườn bên cạnh ngôi nhà 5 tầng đi ra. Bà cụ tên là Hương, năm nay chắc phải 80 tuổi rồi, lưng hơi còng và mái tóc bạc cả. Nhưng cụ toát ra thần thái của một bậc nội tướng và giọng cụ lớn, tưởng như chỉ dùng để sai khiến quát nạt con cháu. Tôi cũng chào bà cụ. Cháu chào bà qua trồng rau ạ? Vâng, tôi xới nốt ít đất cuối vườn. Bà qua nhà cháu chơi? Thôi, vô phép, cậu cứ về, tôi còn phải về giục con cháu nó nấu cơm. Sao hôm qua bà lại cản cháu đi cùng thằng Mạnh lên vườn? Có đàn ông đi cùng vẫn tốt hơn chứ. Tôi có cản cậu đâu. Bà cụ nói đến đấy thì giọng trầm hẳn xuống và có vẻ gì đấy rất lạ. Tôi gặng hỏi: "Bà ơi, có cái chuyện gì bà cứ nói cho cháu nghe, cháu là bạn thằng Mạnh, cũng lo cho nó chứ." "Có cái gì đâu, cậu cứ nghĩ quẩn thôi." Nghe nghĩ quẩn là tôi biết mình đi đúng hướng rồi. Gặng hỏi thêm một chút nữa thì chắc ra đầu mối ngay. Hôm nọ cháu cũng bị suýt ngã xe, lúc ấy bà còn hỏi cháu là sao đứng đấy còn gì. Thằng Mạnh cũng tai nạn ở chỗ cháu hay ngã, mà chỗ này nó vắng vẻ. Từ lúc về đây thì có mỗi thằng Mạnh tai nạn thôi. Chắc là có vấn đề gì đúng không bà? Bà cụ nhìn tôi một lúc rồi nói: "Cậu thật thà, lại là dân phố, biết đâu được cái chuyện mạng này chúng tôi. Mà tôi cũng nói thật nhé, cậu tò mò quá đấy, không có tốt đâu." Rồi bà cụ từ tốn kể lại cho tôi nghe chuyện thằng Mạnh. Bà cụ nêu ý kiến tại sao nó bị tai nạn. Tôi viết theo giọng của cụ: "Hôm trời mưa hôm nọ mất điện ấy, tôi ở trong nhà nhìn ra có phải anh em cậu trèo lên nóc có đúng không. Thằng Mạnh nó kể với tôi, hôm ấy nó cũng trèo lên cái lò sấy khăn nhà nó chỉnh lại công khói, không thì gió làm bay mất. Cái lò sấy khăn áp lưng vào vách nhà 5 tầng, ống khói ấy thì cao đến quá tầng 3 một tí. Lúc ấy thì trời tối mà tôi nhìn thấy ánh đèn pin nên là tôi biết. Thằng Mạnh kể trèo lên đấy một lúc ấy, rồi không hiểu sao lại leo lên tầng 3 nhà ấy, dại thế không biết được. Nó bảo nó leo lên xong đang định đu người qua lan can đóng cái cửa lại cho đỡ sợ, thì chân tay nó mềm nhũn ra, chút nữa thì rơi xuống. May mà lúc ấy nó lấy hết sức bám vào cửa tường. Nó bảo tôi là lúc ấy nó nhìn thấy trong nhà có cái đốm sáng, nó cứ lơ lửng lập lòe, ẩn ẩn hiện hiện ấy. Cậu bảo thế có giận không? Tôi chả tin, nhưng mà mặt nó lúc đấy nó kể nó thật lắm. Mới lại cái thằng Mạnh này, nó bốc phép với ai chứ, kể với tôi nó chả dám đâu. Nó treo người ở đấy phải mất vài phút thì thấy chân tay có sức đu người rồi, thì nó mới bảo nó nhảy một cái từ ống khói nhảy xuống, cao như thế mà nó nhảy được, rồi vào nhà luôn. Nó bảo nó sợ lắm, cảm giác như chân tay không có chút sức lực nào, vào nhà là nằm rên hừ hừ luôn. Bà cụ nói mà lèo, tôi mới ớ người ra. Quả thật là từ hôm mưa đến giờ tôi chưa nói chuyện với thằng Mạnh lần nào. Có thật là nó chỉ nhìn thấy đốm sáng lập lòe không, hay nó còn nhìn thấy gì nữa? Nó cũng như tôi, hồn vía bay hết lên mây, nhảy ngay xuống đất chui vào nhà. Thấy tôi trầm ngâm, bà cụ mới bảo: "Anh em nhà cậu ấy tránh xa cái nhà ấy ra, chả tốt đẹp cái gì đâu."
Thế rồi bà cụ đi về, còn tôi đứng lại với bao nhiêu câu hỏi. Bỗng nhiên chợt nhận ra, nãy giờ hai bà cháu đứng trước cửa nhà căn nhà năm tầng. Tôi có một bà chị họ, bà ấy lấy một ông người làng Tân Triều luôn. Họ nhà ông này thì đông phát khiếp, nên mỗi năm làm giỗ họ phải rất to. Năm ấy, ông ấy rủ tôi qua làm cùng, vì thiếu chân là một, và cái thứ hai tôi uống cũng được. Tôi đồng ý cay. Giỗ họ năm ấy làm rất to, tạ rưỡi gạo với hai con lợn loại 60-70 cân. Đầu tắp mặt tối suốt mấy ngày liền, thì công việc cũng mòm mòm. Đến hôm giỗ họ, thì tôi rất ngạc nhiên, vì bà cụ Hương hàng xóm cũng đến. Bà còn mặc áo the của thầy cúng họ. Về sau tôi mới biết bà cụ này cũng trong họ Mạc ấy, dây mơ dễ má. Nói chung là buổi lễ cũng chu đáo tươm tất. Đến đoạn chia phần thì mệt lắm, hơn 300 suất cơ. Đến lúc làm lễ hạ cỗ, tôi mặc áo thâm lên hạ cỗ. Hạ cỗ xong, chưa kịp thay áo thì có một cụ trong họ, già rồi, râu tóc bọc phơ, da mặt cụ hồng hào và đôi mắt còn rất tinh anh, đến gần bắt chuyện tôi. Cậu không họ này đúng không? Năm trước ta không thấy cậu. À, vâng ạ, cháu giúp việc thôi ạ. Ta nghe bà Hương nói cậu có vấn đề gần đây à? Cháu có vấn đề gì đâu. Đúng là tụi trẻ, ta xem cậu năm nay hạn nặng lắm đấy. Nói chung tôi chả thích cụ này lắm, nên ậm ừ cho qua chuyện. Mà trông cụ cũng ân cần, nên tôi không nỡ quấy quả. Loay hoay xách việc, các cụ lại làm lễ đuổi tà cho thì chả mất mấy triệu. Tôi là tôi không có tin mê tín dị đoan lắm. Đến lúc về lại gặp cụ già đấy, lần này đi cùng với bà Hương ra gặp tôi. Ta cũng nghe bà Hương nói về khu đất gần nhà cậu rồi, cậu nên chú ý một chút, rồi bảo anh cậu đưa sang nhà ta nhé, ta sẽ giúp cậu. Về sau tôi mới biết cụ ấy là tiên chỉ ở trong làng, đã gần 100 tuổi rồi, gặp bao chuyện ma quỷ ở cái làng này, cụ cũng đã giúp không ít người. Xin chào các bạn, do nhà có chút việc nên tôi không viết được tiếp trong suốt thời gian qua. Nay tôi xin được kể tiếp. Tôi xin giới thiệu sơ qua với các bạn nào chưa biết về cái loại gọi là hổ phù. Hổ phù là một miếng kim loại, thường là bằng đồng, điêu khắc hình mặt hổ, thường được các quan võ ngày xưa đeo trước ngực, bụng hoặc đem làm ấn tín. Cũng có một số nhà giàu đem treo trước cánh cửa để làm vật trấn yểm và phù phép. Cách nhà tôi khoảng 500m có một cái nghĩa địa. Bên cạnh nghĩa địa là một cái miếu nhỏ, miếu bé tí, chừng một căn phòng 20m2 thôi, có cái ban thờ chính giữa. Ở trước là cái sân bé còn con, có cây vối già. Miếu thờ ai thì chẳng biết, chỉ biết là rằm mùng 1, các cụ già trong làng hay ra thắp hương quét tước, còn đâu miếu luôn đóng cửa, nhìn từ ngoài vào thì âm u. Trong miếu có độc cái ban thờ, trên có cái đỉnh đồng. Nhưng đằng sau cái đỉnh ấy là một tấm hổ phù bằng đồng, đường kính khoảng 30cm. Đồng đen bạc màu theo thời gian. Có cụ bảo cái hổ phù này là hổ phù trên áo giáp một tướng ra trận sau khi bị giặc vây ở đây mà thiệt mạng, dân làng lập đền thờ. Có cụ lại kể cái hổ phù này là của một ông quan tuần thú tỉnh Bắc. Đến vùng này thấy nạn cáo hồ bắt trộm gà vịt nhiều, nên ông thân tặng chức sắc trong làng lấy oai chúa Sơn Lâm mà đuổi cáo hồ đi. Nói chung chả ai biết cái hổ phù này có công tích gì. Cạnh bãi tha ma ấy có một ngôi chùa, u ám chả kém gì cái miếu con. Hôm ấy là ngày rằm, rằm tháng 4 âm lịch. Bà nội tôi sang chơi. Bà nội tôi cũng hơn 80 rồi, nhưng còn nhanh nhẹn lắm. Bà rủ mẹ tôi với mấy bà ở trong khu đi ra cái chùa ấy thắp hương. Tôi hôm ấy cũng rảnh rỗi nên tót đi cùng. Bà nội còn mắng: cái thằng gần 30 tuổi rồi còn thích đi cùng để ăn oẩn chùa à? Lúc ấy tôi càng ngân cổ lên mà cãi, là đi cùng để xách đồ hộ các bà các cụ thôi. Toàn 70-80 tuổi rồi, ít ỏi gì. Mà đường thôn thì bé, tối om, lỡ cướp trộm gì lại khổ ra. Bà tôi bằng lòng, tôi đi theo ngay. Đến trước cổng chùa, trăng sáng, đường cũng sáng, nhưng mà cổng chùa u ám lạ. Trên cổng chùa leo lét một bóng đèn tròn, cảnh vật rất đáng sợ. Nhìn hai ông thiện ác hai bên cổng như quắc mắt nhìn người ta, tôi dùng mình ớn lạnh. Có bà trong nhóm bảo: bãi tha ma gần chùa chắc cũng được lên Phật sớm thôi. Phật đâu thì chả thấy,
chỉ thấy một ông sư ra đón mọi người vào. Ông sư sắc mặt rất xấu, mặt mũi buồn thảm và có vẻ gì đầy khổ ải, người gầy như một con cá khô. Bà tôi bảo ông làm trụ trì cái chùa này đã được hơn 30 năm, từ lúc tôi còn chưa ra đời cơ. Thắp hương niệm Phật xong thì cũng gần 9 giờ, mọi người kéo nhau ra về. Đi qua cái miếu, tôi thấy một cụ ông mặc bộ đồ trắng đang quét sân miếu. Các bà thì bảo nhau vào thắp hương, tôi cũng vào. Và lúc ấy cái hổ phù đập vào mắt tôi. Cái hổ phù này chính là căn nguyên của tất cả. Nhìn thấy cái hổ phù ở trong miếu làm tôi ớn lạnh. Tôi đã thấy nó ở đâu rồi? Nhìn rất quen nhưng cũng rất lạ. Đôi mắt hổ ở trên cái hổ phù ánh lên long sòng dọc, nhìn xoáy bắt tâm can tôi. Các bà còn đang xì sụp thắp hương, mùi hương quyện vào cái oi bức của những ngày cuối xuân nồng nặc. Đầu óc choáng váng, tôi vội lách mình tránh ra ngoài. Ông cụ áo trắng cũng đã quét tước xong, giờ cụ ngồi trên cái chõng tre ở dưới gốc cây vối già. Thấy tôi, cụ mới bảo: "Cậu làm sao thế kia, ngồi xuống đây." Tôi tẫn thờ bước đến cái chõng. Chõng nan kêu kênh két vì sức nặng của tôi. "Mặt mũi sao lại đen xì thế kia, cảm gió rồi, uống chén nước cho nó ấm đi." Cụ đưa tôi chén nước bốc khói nghi ngút. Tôi cảm ơn rồi nhấp từng ngụm. Nước nụ vối thơm và ngọt ngọt. Cụ già nhìn tôi một lúc rồi nói: "Thanh niên như cậu mà chăm đi lễ chùa nhờ, còn vào cả miếu này nữa. Cháu hôm nay đi cùng bà cháu thôi, chứ bình thường cháu không nhớ ngày đi đâu." Tôi ngượng nghịu trả lời. Cụ già nhìn một lúc nữa, chép miệng 2-3 cái nhưng không nói gì. "Cụ là người làng mình ạ? Cụ tên là gì?" "Tôi là Nam, người gốc làng này. Họ Mạc nhà tôi ở đây cả. Hôm nọ dỗ binh họ Cánh nhà Nguyễn ấy, tôi thấy cậu cần gì, hôm ấy tôi cũng được Cánh đấy mời." "Vâng, cháu qua giúp tôi ạ. Thế cụ ngày nào cũng ra đây quét dọn ạ?" "Không, chỉ ngày rằm mới lại mùng 1 thôi. Quét tước cho làng nước họ vào thắp hương ông 30. "Ông 30? Cháu tưởng cái miếu này thờ viên tướng nào." "Không, ông 30. Chuyện cái miếu này ấy, giờ chẳng mấy ai biết đâu. Ngót vài trăm năm rồi, mà cũng chẳng ai muốn biết nữa." "Hay là cụ kể cho cháu nghe với." Ông cụ nhìn tôi một lúc rồi chậm chậm kể. "Xưa ấy, cái vùng này hẳn còn hoang vu lắm. Làng Triều Khúc thuộc tổng này, dân họ chỉ còn ở mạn Bắc thôi. Mạn Nam chả mấy ai ở. Về sau mạn Nam mới có người." Cụ lim dim mắt như nhớ lại, đoạn kể tiếp: "Hồi ấy hoang vu quá, nhiều lúc hổ từ mạn Nam mò lên bắt trâu vồ người là bình thường. Dân làng Triều Khúc lúc bấy giờ không ai dám mò xuống khu này. Về sau thì có chục trai tráng, họ nghèo quá không có đất, mới xuống đấy mà khai hoang. Khai khẩn xong thì lập ấp dựng nhà, nhưng hổ quen mùi hay xuống lắm. Dân ấp thì mới tập hợp lại đập bẫy. Lúc bấy giờ cụ tiên chỉ của làng là người có tuổi bảo: có con hổ cái nó đang chữa, hay xuống bổ trâu. Dân ta cố mà bắt được chắc trừ được nạn đấy." Chập tối thì hôm ấy cụ nằm mơ màng, mới thấy có người đàn bà bụng chửa vượt mặt đến quỳ xuống mà khóc lóc, nói với cụ là làm phước cho một con đường làm ăn sinh nở xong thì sẽ đi, không dám quấy quả dân làng nữa. Cụ còn chù trừ chưa quyết thì chợt tỉnh dậy, xung quanh phảng phất cái mùi mồ hôi của hổ. Người nhà quê ít học có biết đâu, cụ cũng không để ý. Đêm hôm ấy cứ huy động thanh niên trai trắng đập bẫy. Cuối canh 3 đầu canh 4 thì trai làng hô hoán bẫy được hổ. Con hổ nó to lắm, bắn nỏ vào người tên cứ bật ra. Thanh niên lấy lưới bện bằng dây tơ bủa xung quanh, hổ cắn đứt hết. Sau có một anh lấy hết can đảm cầm cuốc bổ vào người hổ, hổ giống lên như bị chọc tiết, từ dưới hố bẫy phóng lên mà chạy thẳng. Dân làng hò reo đốt đuốc đi tìm, vết máu mới chạy thẳng đến rừng thưa rồi mất dạng đi. Ông cụ tiên chỉ làng sau đêm ấy về, hôm sau ngủ mơ thấy người đàn bà hôm nọ máu me đầy người đi đến mà chỉ thẳng mặt ông ta nói: "Ta đã xuống nước van xin các ngươi cho mẹ con ta một con đường sống, vậy mà các ngươi nỡ lòng nào giết con ta. Nay ta kiện lên Ngọc Đế, xin rằng mỗi năm các ngươi phải táng mạng cho ta 10 suất đinh để đền bù. Ngọc Đế đã đồng ý rồi, các ngươi cứ liều liệu." Nghe đến đây tôi bần thần nhìn bà xa xăm, mặc kệ tiếng gọi của bà và mẹ tôi.
Các bạn thân mến, do tác giả đã ngừng không ra chuyện nữa. Và thứ hai thì các câu chuyện được kể, nếu mà các bạn để ý thì nó rất tản mát và rời rạc, nhưng mà tuy nhiên thì đều tập trung vào một câu chuyện duy nhất. Mình tạm thời xin được tóm tắt lại toàn bộ các diễn biến câu chuyện từ đầu tới cuối để các bạn có thể dễ dàng hình dung và hiểu được nội dung câu chuyện. Câu chuyện bắt đầu xảy ra khi mà nhà ông Thiện là một bác sĩ ở viện quân y được phân một mảnh đất. Chính là cái mảnh đất mà ông ấy chuẩn bị bán ấy, và đã bán một mảnh cho nhà nhân vật chính cùng với một mảnh đất và căn nhà cho một nhà khác. Thì câu chuyện nó bắt đầu xảy ra từ rất lâu rồi, trên cái mảnh đất trước đó thuộc làng Triều Cúc ở Hà Nội bây giờ. Khởi nguồn của mọi chuyện là ở trong làng ngày xưa thì có cái nạn gọi là cáo về bắt gà với cả vịt. Thì có một vị quan mới về xin một cái hổ phù, mượn oai linh của thần hổ để đuổi cáo đi giúp bà con. Nhân sự kiện đó thì dân làng mới lập một cái miếu để thờ ông thần hổ ở trong đó. Bẵng đi rất nhiều thời gian thì dường như dân làng đã quên mất cái sự kiện đó. Để đến một lúc là làng Triều Khúc phân làm phần Bắc và phần Nam. Thì phần Bắc đã quá đông người rồi, thì có một tốp trai đinh mới di chuyển xuống phía Nam của làng, lúc đó là vẫn còn rất hoang sơ, là để khai hoang. Thì trong thời gian khai hoang đó thì lại bắt được một con hổ cái và đang có em bé. Thì cái con hổ này nó đã về, nó báo mộng cho dân làng rồi. Nhưng mà dân làng thì cũng vô sách vô sư, Thì cũng vẫn tiến hành bẫy hổ. Và vì vậy nên là bị con hổ mẹ này nó mới báo cáo lên ở phía trên là để trừng phạt, là mỗi năm là sẽ phải mất một vài mạng đinh ở trong cái làng Triều Khúc đấy. Đó là khởi nguồn về những cái bóng liên quan tới bóng hổ mà cao 1m8 lẩn khuất ở trong cái căn nhà của cái ông bác sĩ kia. Và cái ông bác sĩ này thì lại thêm một tình tiết nữa cũng liên quan tới hổ, đó là ông này nấu cao. Trước đó thì ông ấy không nấu cao hổ, nhưng mà có một lần ông ấy nấu một bộ cao hổ. Nấu cao hổ ấy thì ông ấy làm ở tầng 2. Thì ông ấy nấu xong ấy thì ông ấy gặp ác mộng. Lúc mơ thì bị hổ vồ này, rồi cả hổ cả mình thì đều rơi xuống vực. Lúc thì mơ thấy chính ông ấy là hổ đi vồ mọi người trong nhà. Theo lệ thì cứ nấu xong ấy thì ông ấy thắp hương rồi mua gà trống về để bắt nó gáy ở trong lúc làm lễ, mới đuổi được cái vong hổ đi. Nhưng mà đợt đấy thì con gà nó rất lạ, là gà không gáy mà xõa cánh nằm như sợ gì ấy. Ông bác sĩ này thì cũng không để ý lắm, thì cứ chích máu gà làm lễ như bình thường thôi. Rồi thì làm nhà 5 tầng, rồi cưới vợ cho anh con trai tên là Linh. Tiếp sau đó thì cái chị Dương là con dâu của ông bác này, là vợ của anh Linh, thì về làm dâu. Cảm thấy rất là lạ. Nhà thì mới xây này, khang trang sáng sủa là như thế, mà giữa ban ngày thì thỉnh thoảng lại có cái góc nhà nó tối đen vào, không thấy cái gì bên trong cả. Rồi ngủ hay bị bóng đè. Sau đó thì có hôm mất điện thì còn khăng khăng bảo là có đốm sáng lập lòe ở ngoài cửa sổ tầng 3. Có hôm thì đang xuống cầu thang thì bị ngã. May là ngã ngay gần chỗ chiếu nghỉ nên là vẫn đứng vững được. Thì chị dâu này mới quả quyết là đằng sau lưng đen tẫm lại, có một cái lực gì đấy nó đẩy xuống, cứ như là bị đẩy ngã xuống cầu thang ấy. Đến nỗi mà nhà ông bác sĩ này phải mời một ông thầy phong thủy về xem giúp. Thầy hẹn là sẽ đến, nhưng mà chưa kịp đến thì nhà ông này đã xảy ra biến cố. Đấy, là anh con trai thì vỡ nợ 50 tỷ, rồi nghiện hút, xong bây giờ phải đưa đi đảo để cách ly về thế giới bên ngoài để cai nghiện. Và tất cả những dữ kiện như vậy thì nó đều xảy ra đối với cái gia đình đằng sau, sau khi mà mua lại nhà từ ông bác sĩ. Nhà ông bác sĩ thì cũng không chuyển đi đâu xa đâu, cách có 150m ở đấy thôi. Bán được 2 lô cũng khoảng tầm hơn 20 tỷ. Đấy, một lô 9 tỷ, một lô hơn 12 tỷ. Đấy thì cái lô 9 tỷ là dành cho nhà nhân vật chính, là không có nhà. Còn cái lô 12 tỷ là có nhà, 100m2 bao gồm cả nhà. Thì cái nhà mua sau đấy là cũng phải bỏ của cho đấy người và cho thuê. Đấy, cho thuê thì cũng rất nhiều người đến thuê thì cũng đều một đi không trở lại. Và cái chi tiết liên quan tới đồng chí Mạnh là bảo vệ của cái nhà nghỉ mà ngay bên cạnh cái nhà của ông bác sĩ bán lại đấy, cái nhà bị ma ám ấy, thì anh bảo vệ này khả năng cao là bị
những cái hồn ma bóng quế liên quan tới thần hổ, hoặc là linh hồn của cái bà mẹ hổ đấy đã về và đẩy ngã dẫn đến tai nạn. Thì câu chuyện sẽ dừng lại ở đó thôi. Có thể sau này bà Hương thầy cúng cùng với cái ông quét chùa, cụ mà hơn 100 tuổi ấy, cái cụ ngày xưa mà được thần hổ về báo mộng ấy, hơn 100 tuổi rồi, thì bộ ba đấy sẽ là những nhân vật chủ chốt để có thể hóa giải được cái miếng đất cũng như là cái linh hồn của cái thần hổ đấy nó ám vào trong cái mảnh đất đấy. Thì mình đoán là cái mảnh đất mà nhà nhân vật tôi mua ấy là chính là nằm ở trong cái hố bẫy ngày xưa mà dân làng Triều Cúc đã bẫy được con hổ, thì nó mới trở về nó ám ở trong cái mảnh đất đấy. Đó là những gì mà mình hiểu được và mình muốn tóm tắt lại cho các bạn biết. Nếu các bạn cảm thấy ý nghĩa và thú vị, hãy nhấn subscribe cho kênh Bí ẩn Radio cũng như ủng hộ cho Tả Từ thông qua hướng dẫn trong phần mô tả. Các bạn lưu ý là like và subscribe là một sự ủng hộ rất giá trị của các bạn dành cho kênh Bí ẩn Radio. Mình rất trân trọng điều đó nếu các bạn ủng hộ cho kênh. Hãy tham gia hội những người thích nghe chuyện ma cho dễ ngủ ở trên Facebook hoặc hội Ngủ Ngay Ma ở group Zalo để có thể bàn luận sâu hơn về các câu chuyện tâm linh mà các bạn quan tâm. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.